Thưa quý vị, viêm da hay các bệnh lý về da là những căn bệnh da liễu đang ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay. Tuy bệnh ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng thường dai dẳng, gây khó chịu cho người bệnh, thậm chí rất khó điều trị và để lại những biến chứng khó lường. Vậy làm thế nào để nhận biết và đâu là phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Theo thống kê, số ca nhiễm da liễu tại Việt Nam liên quan đến các bệnh lý viêm da đang ngày càng gia tăng mạnh, là nỗi ám ảnh của không ít người khi gặp phải. Các bệnh lý viêm da cơ địa, chàm, viêm da dị ứng thường gặp với các triệu chứng mẩn ngứa, rát, ban đỏ. Nguyên nhân là do sự phản ứng kích thích quá mức với các tác nhân từ bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường như thực phẩm, ô nhiễm không khí, vi khuẩn hay căng thẳng tâm lý. Trước đây do dùng rất là nhiều mỹ phẩm, cho nên lỗ chân lông của tôi rất là to. Tôi bị viêm lỗ chân lông nặng, da thì sật sùi. Tôi cảm thấy rất là tự ti, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của tôi. Cũng thử qua rất là nhiều các biện pháp điều trị nhưng mà đều không đem lại kết quả. Kéo dài một thời gian thì tôi có đi thăm khám, thì bác sĩ có tư vấn cho tôi sử dụng sản phẩm bôi da của Thuần Mộc. Sau một thời gian sử dụng thì các lỗ chân lông của tôi đã thu nhỏ lại, da thì hết sần sùi. Bây giờ thì tôi cảm thấy rất là tự tin trước đám đông. Hiện nay khi điều trị bệnh lý về da, bên cạnh thăm khám bác sĩ, điều trị theo phác đồ, người bệnh cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh, tránh để rơi vào trạng thái căng thẳng, bệnh sẽ dễ tái phát hơn. Người bệnh nên kết hợp sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ điều trị, làm giảm các triệu chứng mẩn ngứa, ban đỏ, các loại nấm da, viêm da có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Da là cơ quan mà lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Đây là tuyến phòng tuyến đầu tiên ý, để mà giúp chúng ta chống được các cái vi khuẩn, những các cái chấn thương, nhưng còn qua đó nó cũng đánh giá được cái sức khỏe tổng thể của mình khi mà da của chúng ta hồng hào và mịn màng đó. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ mà các cái bệnh về da liễu nó cũng khá cao. Về mặt nguyên nhân mà nói thì có rất là nhiều, có thể là nguyên nhân từ bên trong của chúng ta, cũng có thể là nguyên nhân ở môi trường đã tạo cho chúng ta có cái da bị viêm nhiễm như vậy. Khi mà có những triệu chứng như thế thì cần làm gì? Chúng ta phải đến các cái trung tâm y tế để chúng ta khám. Qua đó thì sẽ có những các cái chẩn đoán cụ thể và có những cái hướng dẫn về sử dụng thuốc cũng như là chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì có thể kết hợp với những các cái sản phẩm mà rất lành tính từ thảo dược mà sử dụng tại nhà. Trên thị trường hiện nay thì có thể nói là có nhiều cái sản phẩm mà được quảng bá rằng là chúng bôi kem bôi ở ngoài da có hiệu quả. Thì một trong những các cái sản phẩm đó thì tôi biết đến cái sản phẩm gọi là Thuần Mộc. Dựa trên cái bản công bố về thành phần của thì tôi thấy là có 100% là các cái thảo dược, ví dụ như là hoàng bá này, kim ngân này, rồi trầu không này, thảo quyết minh, thì những các cái thảo dược đó có cái công dụng tức là kháng, tức là gọi là thanh nhiệt giải độc theo y học cổ truyền, hay nói khác đi tức là có tính kháng sinh để chống lại những các cái vi khuẩn mà làm bội nhiễm đối với cả bệnh lý ngoài da. Hay là cái thành phần ví dụ như ké đầu ngựa này, rồi thì đại phù bình này, có nghĩa tức là giải quyết, hỗ trợ cái giải quyết cái việc là ngứa ngáy, khó chịu và nó hạn chế, nó làm giảm bớt những các cái triệu chứng viêm đi. Như vậy ấy, thì bằng đấy những các cái thảo dược mà tôi vừa mới trình bày ấy, thì nó có một cái công dụng tức là chống viêm này, giảm ngứa này, tái tạo này, tăng cái sức đề kháng của da lên và rất là phù hợp đối với những các cái bệnh nhân mà có cái biểu hiện là viêm da. Hiểu được vai trò quan trọng của việc nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên trong hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới các bệnh da liễu, sau nhiều năm nghiên cứu và cải tiến phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đã bào chế thành công sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc với công thức nghiên cứu từ các vi thảo mộc tự nhiên trong đông y, kết hợp với quy trình sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Kem bôi da Thuần Mộc đã đáp ứng được các yếu tố làm nên một sản phẩm chất lượng như an toàn, lành tính, hiệu quả rõ rệt, đặc biệt tỷ lệ dược liệu cao. Việc tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa như là bột giặt này, nước rửa chén này khiến cho da
của tôi xuất hiện cái tình trạng mẩn ngứa, khô sát, rất là khó chịu. Và tôi có đến hiệu thuốc thì được dược sĩ tư vấn sử dụng sản phẩm kem bôi da thuần mộc. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm này thì các tình trạng như là mẩn ngứa, mẩn đỏ như trước đây thì đã không còn nữa. Bên cạnh việc sử dụng để điều trị cái tình trạng dị ứng này thì tôi còn sử dụng mỗi khi mà bị côn trùng đốt cũng rất là hiệu quả. Tôi rất hài lòng với sản phẩm này. Công dụng và sự tiện lợi của kem bôi da thuần mộc đã được nhiều người sử dụng mỗi ngày để hỗ trợ các triệu chứng và bệnh lý da liễu. Bởi đây là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên đã được kiểm chứng. Người tiêu dùng, đặc biệt là người bệnh, khi điều trị các bệnh da liễu nên lựa chọn các sản phẩm lành tính, dễ sử dụng, tiện lợi, có nguồn gốc từ tự nhiên để đảm bảo sức khỏe tốt hơn.